开啦！妈牛！Dạ dối, quá dạ dối. Dạ dối. Đúng. Hai chào bạn, chào mừng bạn đã trở lại với channel mình. Mình là Mark đây và chào người đã trở lại với Mark Phách. Cũng như là cái video lần trước của Mark Inbox thì các bạn đã thấy là mình đã có một cái máy nói dối. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm tiếp cái máy nói dối đó. Và chúng ta sẽ kêu những người bạn của mình, những người bạn, những anh chị trong công ty tới và test thử coi cái máy nói dối nó như thế nào nha các bạn. Mình biết là bạn đang không ngóng trong cái này lắm, cho nên là mình sẽ hỏi với anh chị những cái câu nào hóc búa nhất và nó hài hước nhất để cho các bạn coi. Và giờ trước khi bắt đầu video, mọi người hãy nhớ ấn like, share, subscribe để ủng hộ channel của mình. Còn tốt nữa, bạn có thể ấn luôn cái chuông bên cạnh nút subscribe để mỗi lần mình ra video mới, bạn sẽ là người đầu tiên được xem nha. Còn bây giờ thì lấy cái máy nói dối ra hỏi mọi người thôi mọi người ơi, let's go. Và ok bạn ơi, đây là một cái món mà mình nghĩ là cái này nó là cái thứ gây mất đoàn kết nhất. Đây là máy Lie Detector 2 from the Odin Polygraph. Đó là cái gì ta? Nhưng mà đây là cái máy phát hiện nói dối phiên bản mới, phiên bản 2.0. Thì mấy bạn biết cái máy phiên bản nói dối cũ là gì? Nó là một cái máy để tay lên hết. Còn cái máy này bạn nhìn nè. Ôi, mấy bạn nhìn nó linh thiêng chưa? Đúng linh thiêng luôn. Đấy, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn đơn giản nè. Thì cái máy này nó sẽ có hai chế độ. Một chế độ là mày cười gì, mày cười dữ vậy? Thì đây là cái máy nói dối thì nó sẽ có hai chế độ ở trên này. Thì một cái chế độ là đó, ngay khi mấy bạn nghe hai tiếng như vậy có nghĩa là nó đang chế độ cắn, có nghĩa là thì mấy bạn phải để tay vô như vậy, sau đó mấy bạn bấm vô thì nếu bạn nói dối nó sẽ cắn mấy bạn. Còn chế độ thứ hai đó, nó nghe tiếng điện như vậy á, có nghĩa là nó sẽ điện giật mấy bạn. Thì bây giờ mình sẽ test thử nha. Bạn tới bây giờ đá trong hồ bơi chưa? Chưa. Mày nó cắn chưa? Sợ quá. Bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ điện nha các bạn. Đó, chuyển qua chế độ điện. Có nghĩa nó cắn á thì là giật mình thôi, còn bây giờ điện là nó sẽ điện giật thiệt nè. Bạn đã bao giờ có tình cảm với người cùng giới chưa? Chưa. Sao thật quay ấy? Bạn đã bao giờ đánh đàn chưa? Chưa. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ đi dùng cái này để hỏi một số người một số câu chuyện thầm kín để coi người ta có nói thiệt hay không nha bạn. Chị khách mời đầu tiên chúng ta giới thiệu với bạn, chị Trâm, editor của kênh Mac TV. Này, hello mọi người. Thì ngày hôm nay em đem chị cái máy nói dối này. Thực ra là sáng giờ anh Hiếu đem lên công ty, em nghĩ chắc mọi người cũng biết rồi, nhưng mà em sẽ có một số câu hỏi để hỏi chị. Hello mọi người, nhân vật Trâm hôm nay đã xuất hiện. Ok, đây là chị Trâm, editor. Hi mọi người, mình là Đồ Bệ. Đang làm ở team brand cùng với lại anh Hiếu. Mây. Hoặc là dì Năm, mở Năm. Wow. Tần tật những cái tên mà liên quan tới con số 5 có thể gọi chị. Wow, gọi là má Năm được không ta? Không, chị không có nhu cầu để em một cái bự. Bây giờ chị sẽ để tay vô. Từ. Đó, tiếng nghe hấp dẫn liền rồi đó. Bây giờ chị bỏ một tay, bốn ngón tay vô. Đúng rồi, để bốn ngón tay vô. Rồi chưa? Em bấm cái là em hỏi liền, chị trả lời liền. Ok. Ok, 3, 2, 1. Chị có từng tè trong hồ bơi chưa? Rồi. Đúng. Hợp lý. Hôm nay tôi sẽ làm cho tất cả các nhân viên của công ty này nhục tới gì luôn thì thôi. Chị đã từng tè trong hồ bơi chưa? Rồi. Sự chân thật này đáng được tôn vinh. Câu hỏi để hỏi chị. Chị muốn chị cầm luôn cũng được. Tại em chỉ sợ là chị giật mình xong chị giục thôi. Ok, chị sẽ cố gắng bình tĩnh. Không giục. Ok. Chị đã từng tè trong hồ bơi chưa? Chưa. Tại vì cái câu hỏi nó phải generate nhiều lắm. Quá chân thật.
thiệt luôn á. Quá luôn, chị làm con người văn minh mà em. Wow, chị nói câu này giống như là vừa tát vô mặt hai người đằng trước vậy. Câu hỏi tiếp theo, chị đã từng yêu hai người cùng lúc chưa? Thôi. Thấy chưa? Ế ghê luôn mà làm, mà cố gắng thể hiện mình dân chơi đó các bạn. Chị Trâm hiện tại đang ế các bạn, mình bán rẻ chị này. Đặc biệt là Black Friday sắp tới thì các bạn có thể mua chị này ở một số cửa hàng trên toàn thế giới. Chị tôi ế lắm rồi. Ok, câu hỏi tiếp theo bỏ vô. Còn nữa, chị đã từng yêu hai người cùng lúc chưa? Chưa. Wow, good girl. Đơn giản là chưa yêu ai cả. Ờ, bán luôn mấy bạn. Đây, sản phẩm tiếp theo tụi mình bán ở trong cái store của tụi mình. Ngoài chị Trâm ra thì đây. Đúng rồi, không, chị Trâm là có rồi. Đã từng yêu hai người cùng lúc rồi. Nhưng mà nó làm nó bị điện giật. Bà bị điện giật. Giới thiệu bạn, đây, sản phẩm ế thứ hai của chúng ta trong cái store của mình. Mấy bạn có thể đặt mua giảm giá cực lớn trong cái đợt 12 tháng 12 tiếp theo. Chị đã từng thích hai người cùng lúc chưa? Rồi. Sao vậy? Chị có sợ chúng cái đấm chưa? Rồi. Bốn cái đúng không? Bốn cái không? Bây giờ mới giật đúng không? Bây giờ... Okay á. Đó, cái đó là gọi là sao ta? Sau này á, hậu quả mới từ sau giờ. Okay. Chị có từng ăn cắp đồ của công ty chưa? Chưa. Bà khai thiệt đi, bà giấu gì? Bà lấy gì về rồi? Trời. Ủa? Nó hư rồi. Ba, chị đã từng ăn cắp đồ ở công ty chưa? Wow, chị Trâm à, chị sai quá chị Trâm. Chị đã từng ăn cắp đồ ở công ty chưa? Chưa bao giờ. Wow, chị chung team với chị Trâm đúng không? Ủa? Nhiều khi là chị lấy cái bút bi hay là chị lấy giả dối. Quá giả dối. Giả dối. Đúng. Đây mới là giả dối. Tại... quá giả dối. Ok, 3 2 1. Chị có quý em không? Có. Đâu rồi, nó thẹn luôn. Ghét em nói một tiếng đi. Được, cảm ơn chị đã tham gia vô cái buổi test sự thật ngày hôm nay. Dù em rất đau nhưng mà... Nó hư rồi, tôi đảm bảo nó hư rồi. Ok, tạm tin chị. Dù như em cũng biết được một số thông tin nhất định rồi thì... Ok, chị có thể mời người tiếp theo giùm em. Ok. Cảm ơn chị. Chị em mình vẫn làm việc tốt. Không sao. Mày yêu. Một, chị đã từng xem qua kênh của Mark chưa? Rồi. Wow, Opas, con người chân thật nhất của ngày hôm nay. Wow, cảm ơn chị rất là nhiều. Được người chân thật quá, không ai như chị Trâm tôi hết. Chị có theo dõi kênh Mát không? Không. À, có coi mà giấu. Cái này là... Em hỏi chị có theo dõi không? Chị có coi, chị không có subscribe. Wow, vậy là cái người coi mà... Cái số lượng người coi mà không subscribe là có bả trong đó nữa. Đúng. Về subscribe là những chuyện ấn like cái video này nhiều lần lên. Okay. Ấn 4 lần cho em. What? Ủa, đâu 3 lần thôi chứ 4 lần nó sẽ bị thành unsub á, cho nên là 3 lần thôi. Ok, thì cảm ơn chị đã ngày hôm nay. Nói chung là mình biết là có rất là nhiều người thích mình nhưng mà giả bộ không thích thôi, cho nên là cảm ơn chị nhiều. Ok. Ok, em cảm ơn chị rất là nhiều vì đã tham gia cái này thì chắc là rồi, hết rồi. Đúng rồi, hết rồi. Ok bạn ơi, thì các bạn thấy cái máy nói dối như thế nào? Hay đúng không? Vui đúng không? Và nếu bạn muốn mình làm cái máy nói dối đó với nhiều người hơn nữa, với các creator của công ty, thì bạn hãy nhớ comment dưới cho mình biết luôn nha. Và ok, nếu bạn thích cái video này, bạn hãy nhớ ấn like, share, subscribe để ủng hộ cho nổ mình. Còn tốt nữa, bạn có thể ấn luôn cái chuông bên cạnh đồng subscribe để mỗi lần mình ra video mới, bạn sẽ là người đầu tiên được xem nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại bạn vào những video lần sau. Mát đi đây. Và nhớ nha, mấy bạn muốn làm mình làm cái này nhưng mà phiên bản creator của Creatory á, mấy bạn hãy nhớ comment dưới thiệt là nhiều và nhớ ấn like cái video nhiều nha. Đủ 5.000 like thì mình sẽ làm tập tiếp theo cho bạn coi. Còn bây giờ thì bye bye. Hai, nếu bạn thích video này bạn hãy nhớ ấn like, subscribe và bạn hãy nhớ ấn luôn cái chuông bên cạnh nút subscribe để có thể nhận thêm nhiều thông báo mới trên channel của mình nha. Và nhớ đón xem những video khác của tụi mình nha.
Đúng rồi. Còn bây giờ thì tạm biệt.